nay chúng ta sẽ trải qua một cảm giác hết sức rùng rợn. Nhưng mà cái cuộc hành trình này, cái cuộc thi team building này sẽ đòi hỏi tất cả chúng ta, mỗi người sẽ phải rất nỗ lực, bền bỉ và trên tất cả là tinh thần đồng đội. Thì đây cũng chính là những phẩm chất của mỗi một người FTL mà ban điều hành mong muốn phải có để có thể mang tới được những trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng của chúng ta. Vì vậy, xin đề nghị tất cả chúng ta hết sức tập trung, chuyên nghiệp và giữ tinh thần kỷ luật thật cao trong cả chiều đi và chiều về. Xin chúc tất cả các đội thi đấu tốt. Tôi xin tuyên bố chính thức kết thúc team building hội nghị lãnh đạo FTL 2020. Xin cảm ơn. Dương bao la vươn mình qua đại ngàn, về đây những con suối kết thành sông mênh mang, cùng hòa lớp lớp sóng vẫy vùng đất trời thênh thang. Biển rộng sông sâu tràn chứa nghĩa tình, niềm tin trao nhau thác gành lênh đênh, cùng hòa men đam mê FPT dòng sông ta về. Lời nguyện thề âm vang dòng sông, giữ mãi khát khao trong ta. Đại dương bao la không ngừng sóng dâng tràn, ngày mai suối ngàn hân hoan khúc ca khai hoang. Hoa ngọt ngào cây đắng buồn vui, hoa gian nan trong vắt tiếng hát, sóng bát ngát lòng ta hướng soi, nụ cười nước mắt tình muôn nơi vẹn nguyện khâu thề. Dòng sông ta về.